À, thì xin chào cả nhà, xin chào bạn Việt Hoàng, bạn Ân, Trung và Gia Bảo. Nay thầy trò mình sẽ sang buổi học đầu tiên về cái ngôn ngữ lập trình Python. Thầy chào Gia Bảo, chào các bạn. Buổi học hôm trước, cái buổi hôm trước thầy trò mình đã có một cái buổi nháp rất quan trọng, đó là để có một cái kênh liên lạc và thống nhất cái giờ học và lịch học. Ở buổi học ngày hôm nay, đợi thầy một giây. Ở buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu cái sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để giải quyết các cái bài toán lập trình theo định hướng lập trình thi đấu. Có rất nhiều các cái quan điểm tranh cãi hiện nay về cái vấn đề thi gì học đấy hay học gì thi đấy. Thì trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì Python là một trong những ngôn ngữ bắt buộc phải học ở trong chương trình phổ thông. Do đó thì theo cái định hướng của thầy trò mình, ta cần phải học một cái ngôn ngữ lập trình cụ thể để khi mà cái chương trình phổ thông 2018 nó đưa vào kỳ thi đại học thì cái nội dung các em được học nó sẽ giúp ích cho các em. Giúp ích đầu tiên là ngay trong những bài thi đánh giá năng lực các em có thể làm được. Đấy. Và ngay cả khi các bạn học nó để biết để sau này các em học. Thầy xin chào Học Phúc, xin chào cô Tuyết. Và như vậy thì với cái mục tiêu ban đầu thì chúng ta sẽ học lập trình Python cơ bản để nắm vững ngôn ngữ lập trình Python và ta có thể dùng để giải quyết các bài toán. Trong cái giới hạn thầy đưa ra cái là để định hướng thi học sinh giỏi, bởi lẽ thi học sinh giỏi thì về cơ bản thì nó cũng không có gì nó quá lớn lao ở cái mức độ cấp tỉnh đổ lại, nên với những cái bài tập này cũng vừa rèn cho ta về ngôn ngữ, vừa rèn cho ta tư duy thuật toán luôn. Trong quá trình làm thì có nhóm Zalo thì các bạn sẽ cố gắng. Hiện nay thì thầy đã tạo ra tài khoản trên cái trang ielp.học tổ. Thì tới thời điểm này có bạn nào mà chưa có tài khoản của cái trang này không? Bạn nào có tài khoản rồi thì các bạn comment. Hoàng Ân, đây là ta học lập trình Python cho người mới bắt đầu, nên em yên tâm hoàn toàn có thể học được. Chương trình này thầy đã thử nghiệm dạy ở trong nhiều cấp độ. Vũ Hoàng Phúc rồi, nhất trí, chờ thầy một giây. Không biết cái lớp B của mình hôm trước đâu nhỉ? Rồi. Phúc ở đây ở tỉnh nào Phúc nhỉ? Hôm trước có một số bạn ở lớp B có tài khoản của B đây. Phúc ở Tuyên Quang à? Thầy rất vui khi Phúc là Tuyên Quang. Mật khẩu cũng là A đẹp nhé. Mật khẩu của Phúc là TQVH Phúc nhé. Thế quên, từ từ cho thêm một đấy, thầy thêm chữ P đường trước để phân biệt được các bài làm là các em nộp bằng Python hoặc là bằng. Như vậy Phúc dùng cái tài khoản đấy nhé. Các bạn khác, các em đã có tài khoản đầy đủ rồi chứ? Các tài khoản trên trang ILP này. Rồi bây giờ trên đây là ta có nút chấm bài. Thông thường thầy trò mình sẽ sử dụng nút chấm bài. Khi chấm bài thì nhật ký nộp bài nó sẽ có ở đây. Chấm bài thì ta nút chấm. Ngôn ngữ lập trình ta mặc định là ngôn ngữ Python thì nó Python thì nó mặc định là đuôi chấm P nhé. Rồi hôm nay thầy trò mình sẽ bắt đầu. Rồi, rất vui vì các bạn đã đăng ký tham dự để học cái lớp Python lập trình cơ bản. Và thầy hay gọi nó là lập trình cơ bản định hướng thi học sinh giỏi, bởi vì sau này nó chính là cái công cụ sẽ giúp cho các em làm được rất nhiều việc. Ngoài việc các em học Python cơ bản, các em phải
cần rèn luyện tư duy thuật toán. Sau này mình chuyển đổi giữa các ngôn ngữ nó rất dễ. Giống như anh bảo là em bây giờ em mới bắt đầu thì em sẽ học được không? Hoàn toàn được. Chung ơi, ta học xong cái lớp Python cơ bản này để giải quyết được thực tế trong cơ bản thì mình sẽ tích hợp luôn cả phần nâng cao được mà. Nên cứ học để đảm bảo mình làm chủ được đã. À, lớp C cộng cộng nâng cao từ từ chung nhé. Bình tĩnh. À. Rồi, bây giờ hôm nay ta sẽ sang cái chủ đề thứ nhất ở trong nhóm Python của thầy trò mình. Thì như các bạn đã biết, Python là một cái ngôn ngữ lập trình rất mạnh. Thì ở trong cái nội dung buổi học số 1 thì thầy gửi lại trong qua cửa sổ chat. Bạn nào mà chưa có cái file này trong qua cửa sổ chat, thầy gửi lại cái link nhóm Zalo. Bạn nào mà chưa ở trong nhóm Zalo thì các em vào trong nhóm Zalo hoặc là mời các bạn khác ở trong bạn của mình học cùng cho vui. Rồi, ở qua cái nội dung của ngày đầu tiên, các bạn chờ thêm một giây để đọc nó lại. Đóng hết các cái... ứng dụng lại cho nó nhanh một tí. Hôm nay thầy trò mình sẽ bắt đầu làm quen với Python và làm những cái chương trình đầu tiên ở trên Python. Các bạn nào đang sử dụng máy tính, các bạn comment cho thầy số 1 nè, để tí nữa thầy gọi cho tiện. Các bạn nào đang sử dụng máy tính để học thì các bạn comment cho thầy số 1 nhé. Có Ân, có Phúc, Trung dậy. Ở cấu trúc tuần tự ở trong mà học về Python thì ta chia thành một số các chương. Chương 1 cấu trúc tuần tự, chương 2 cấu trúc dãy nhánh, chương 3 cấu trúc lập, chương thứ 4 kiểu dữ liệu danh sách, chương thứ 5 kiểu sâu, và cuối cùng là ta sẽ làm dạng bài tập tổng hợp. Thời lượng học trong vòng khoảng 20 buổi thì, nhưng mà thực tế thì các lớp thầy dạy đến khi nào hết cái khung chương trình thầy dạy thì thôi. Ví dụ như lớp KCB2 học đến bây giờ buổi thứ 25, 26 rồi thì ta vẫn tính như học phí học, giống như cả ta tính như học khóa chọn gói, nên thầy sẽ có trách nhiệm là đảm bảo cho các em học và đạt được cái chuẩn đầu ra. Nên các em hãy cố gắng yên tâm theo học nhé. Rồi, hôm nay thì ta sẽ trong quá trình dạy thì thầy sẽ chung ở trên nhà trường thì tùy trường thôi, mọi người rồi sẽ sử dụng nhất rất nhiều các ứng dụng để code trên Python, trong đó PyGem là một trong những cái code chuyên nghiệp người ta dùng. Cái ta đang dùng bởi vì sau này mình sống bởi nghề này mà. Ở trong cái nội dung bài hôm nay thì các em sẽ làm quen với phần mềm PyCharm. Phần mềm PyCharm thì như ở buổi trước thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo. Trần Gia Bảo. Thì ở đây thì cũng thầy sẽ gửi lại PyCharm ở trong nhóm này để cả nhà sẽ làm lại, lấy lại. Các bạn chờ thầy đi. Các bạn chờ thầy một giây nhé. Lạc quá. Thầy gửi lại cái PyCharm ở trong nhóm Zalo. Các bạn chờ, các em chờ một chút để nó tải lại. Ta ba đang sử dụng bản Community là bản miễn phí dành cho giáo dục. Có nhiều bản khác nhau thì bản ta đang sử dụng là bản Community. Các em nào chưa có tài khoản thì các em nhớ nhắn báo thầy để thầy cấp lại tài khoản một bài nhé. Có số điện thoại Zalo của thầy đây, thì trong lúc các bạn làm bài bất cứ thời điểm nào thì các em làm bài gặp khó khăn thì các em comment để nhắn qua Zalo để thầy hướng dẫn. Hôm nay thì thầy trò mình sẽ làm quen với cách viết chương trình và làm việc với tệp trong Python. Và lưu ý rằng ngay từ những buổi đầu ta sẽ làm việc với tệp luôn.
Sau này khi các bạn hướng dẫn các bạn khác học thì các bạn nhớ phải hướng dẫn ngay làm việc với tệp thì cái hệ thống chấm bài mình nó mới chấm được, chứ các bạn code chay bằng tay nó không chấm được đâu. Đấy. Ở trong bài này thì ta cũng học một chút hình học và thêm một cái chủ đề nữa về là số học. Về số học cơ bản trong đó liên quan tới dãy số có quy luật. Và sau, đồng thời thì thầy trò mình sẽ làm quen với cái hệ thống chấm ILP.Tổ.ORG. Sau khi học xong phần này thì thầy cũng sẽ chuyển giao tới cô Tuyết toàn bộ cái hệ thống bài giảng và cái bộ test chấm kèm theo cả cái server này nữa. Cô có thể dùng để dạy các bạn khác học sinh của mình. Rồi bây giờ ta sẽ tiếp tục vào với cái bài toán đầu tiên. Cái bài toán đầu tiên là một bài toán rất quen thuộc. Đề bài người ta yêu cầu là và cô cứ yên tâm cố gắng theo học nhiệt tình sẽ có hiệu quả cao. Đề bài là người ta yêu cầu nhà thầy Thành thì có A thửa ruộng, mỗi thửa ruộng tháng 9 này thu hoạch là sẽ được 3 B kg. Và bây giờ hỏi là nhà thầy thu được bao nhiêu vụ này nhà thầy thu được bao nhiêu vụ kg lúa? Nhà thầy có 5 thửa ruộng mà mỗi thửa ruộng chỉ được 2 tạ lúa. Thì chứng tỏ nếu mà gặt hết vụ này mà tốt nhà thầy có được 1 tấn lúa đấy, thì ta nhận thấy rằng là sản lượng ta được sẽ tính theo bởi cái công thức A nhân B đấy. Vậy thì bước 1 của bài toán chung ơi thầy ví dụ thế thôi, nhà thầy lấy đâu ra ruộng, thầy cũng ước mơ có ruộng. Vậy thì khi giải một bài toán trên máy tính thì các bạn nhận thấy như sau. Ta có cái đầu tiên các bạn cần phải xác định được bài toán. Xác định bài toán thì các bạn cần phải xác định input hay còn gọi là dữ liệu vào. Ở đề bài này người ta dữ liệu vào từ tệp bài một lúa có số nguyên A và B. Vậy nhập A và B. Đấy. Rồi bây giờ ghi ra tệp văn bản tổng sản lượng. Vậy thì dữ liệu nhập vào là số nguyên dương A và B. Output của bài toán là kết quả đưa ra. Bài này người ta yêu cầu tính tổng sản lượng, vậy thì ta sẽ đưa tổng đấy. Vậy thì khi đọc một cái đề bài thì mong muốn ở các em phải xác định được chính xác đâu là input của bài toán, đâu là output của bài toán. Ví dụ như bài toán này input của bài toán ta nhìn vào đây. Đề bài cho cái gì thì ta input chính là cái đấy, cần tính cái gì thì output chính là cái đấy. Đấy. Khi học trên Python thì với các giới hạn đề bài thì ta cũng chưa cần quan tâm lắm đến kiểu dữ liệu cho các biến. Rồi ta cần phải làm sau khi ta xác định được bài toán chính xác rồi thì các em cần bắt đầu xác định được thuật toán để giải bài toán. Thuật toán để giải bài toán là dãy hữu hạn các bước sao cho từ input của bài toán ta thu được output cần tìm. Đó là lý thuyết thôi. Còn cái thầy trò mình bây giờ làm sao code được bài toán này? Vậy thì bài toán này thì ta chia thành các bước. Bước thứ nhất. Ở bước thứ nhất thì ta thực hiện là ta thực hiện chính là input của bài toán. Ta thực hiện nhập A và B. Bước thứ hai sau khi nhập rồi thì ta mới bắt đầu tính toán. Tính toán thì bây giờ ta thực hiện gắn S, ta khai báo một cái biến S, ghi biến thường rồi nhé, bằng A nhân với B. Bởi vì bài toán này sản lượng thì sẽ bằng số lượng ruộng nhân với năng suất. Sau khi tính xong rồi thì ta sẽ thực hiện đưa kết quả ra. Đưa S ra. Như vậy thì ta đã xác định thuật toán như trên, vậy thì ta đã giải quyết xong được 2 công việc. Bước 1 xác định input, bước thứ hai bước 1 xác định bài toán, bước 2 xác định thuật toán và đến bước thứ ba ta sẽ thực hiện là viết chương trình. Một số bạn thì đã viết chương trình được ở trong C cộng cộng thì thầy cũng giới thiệu luôn cả code ở chương trình C cộng cộng với khi nãy Ân bảo em chưa được bạn chưa học C cộng cộng thì ta sẽ làm như sau.
Thầy vừa quạt mấy đứa trẻ con nhà thầy. Vậy thì ta nhận thấy như thế này, đây là phần code chương trình của chúng ta. Ta có một cái câu lệnh from map import sqr. Câu lệnh này là để khai báo gọi là lấy thư viện, ta tạm gọi là khai báo thư viện. Thông thường thì format import một cái hàm nào đó, ví dụ như ở bài này thì không có hàm căn bậc 2 thì ta không cần dùng đến nó. Nhưng mà ở đây thì thầy đưa nó luôn vào cái câu lệnh, bởi vì ở bên này nó có câu lệnh khai báo thư viện mà. Một lấy hàm sqrt ở trong thư viện ra thì ta format sqrt. Đấy. Một lấy một cái hàm nào đó ra thì ngoài việc ta import from một cái thư viện nào đó thì ta lấy cái thư viện đấy nạp vào trong bộ nhớ thì ta được phép sử dụng hàm đấy. Ta có câu lệnh fi bằng open, tức là mở tệp bài một lúa. Như vậy cái tên này lấy ở đâu ra? Tên này nó lấy ở đây, bài một lúa. Bài một lúa. Rồi. Rồi mở fo là, và đây là tên cho mình tự đặt nhé. Mở tệp fo với tham số vk là để ghi tham số r. Chữ r này nó viết tắt của từ read, là mở tệp input để đọc dữ liệu. Mở tệp output là để viết kết quả vào trong. Đấy. Bây giờ ta nhìn file input của mình nó nằm trên cùng một dòng. Khi nãy bạn Trung có nhắn hỏi bảo thưa thầy nó nằm trên cùng một dòng mình nhập dữ liệu như thế nào, thì mình sẽ đọc nó vào một sâu nha. Vậy thì thầy có cái câu lệnh là sn si, đây nó như về nó chưa có thằng này. Đấy. Nó chỉ fi chính là cái file này, là cái bằng câu lệnh open này, sử dụng read line, tức là đọc hết một dòng, đọc hết số 4525 bốn cách 25245, sau đó sử dụng tham số split. Thằng split này này nó dùng để tách các chữ số có dấu cách ra. Đây, tách thằng này ra, vì sâu thì nó đánh số thứ tự từ 0 nên thằng này được gọi là S0, thằng này được gọi là S1. Đấy. Nên sau khi thầy split ra thì thằng S0 nó chính là số 4. Nó chính là cái ký tự A của ta. Nhìn thì chơi trông thế thôi nhưng sau code nó nhanh lắm. Thì thằng S1 nó là ký tự B bởi vì nó đứng thứ 2 mà. Rồi. Thì khi đó ta tính S thì bằng A nhân với B và sau đó ta đưa S ra. Chưa, tí nữa ta nhìn cái code chương trình này để ta làm một bài toán mẫu thì ta nhận thấy, khi đó ta nhận thấy rằng với các số AB này, vậy thì ta có việc đây là ta tách số thứ nhất, tách số thứ hai, sau đó ta mới bắt đầu thực hiện tính toán và in ra kết quả. Để in ra kết quả ta sử dụng câu lệnh print tên biến cần viết ra. Thế các bạn định viết ra đâu? Nếu viết ra màn hình thì ta xóa cái dòng này đi. Còn nếu muốn viết ra cái file out của mình là cái file này này thì ta sẽ file bằng fo. Đấy. Như vậy thì bây giờ thầy nhảy sang PyCharm. Các bạn chạy PyCharm. Thì để làm với PyCharm thì ta sẽ làm như sau. Các bạn còn nhà thầy nó đang nghỉ. Ở đây thì trong khi chạy PyCharm thì các bạn để ý nó loát rất nhiều các mọi thứ ở bên trong. PyCharm cũng giống như các cái loại về hệ soạn thảo khác, nó thực sự là rất dễ dùng và trông vô cùng chuyên nghiệp. Nó giống như thằng Vision Code ấy. Thầy vào file thầy chọn Cloud Project khi làm xong một bài. Rồi. Bây giờ các bạn cùng quan sát như sau.
Khi vào Python thì thằng PyCharm thì có chữ New Project là bắt đầu tạo bài mới. Khi ấn nút New Project, cả nhà cùng quan sát nhé. Ở cái cửa sổ này nó có hiện lên trên cửa sổ các bạn đang dùng không nhỉ? Nó lại màu trắng á. Chờ đợi tí nhé. Thôi thì share luôn thằng này. À, đấy, trên cửa sổ New Project thì nó bảo là bạn hãy đặt tên cho project này. Vậy thì khi đặt tên cho project này thì chúng ta sẽ lấy thằng nào? Đấy, khi đặt tên cho project thì chúng ta sẽ các bạn có nhìn thấy cái màn hình đen hay không nhỉ? Các bạn nào nhìn, các em đang nhìn thấy màn hình đen hay là màn hình trắng đấy? Comment giúp thầy phát. À, đang lấy màn hình đen rồi, ok. Vậy thì khi đó thì thầy sẽ cần phải lấy tên project, lấy ở đâu? Lấy ở chỗ này nhá, lấy ở chỗ bài một lúa đây. Đấy. Sau ta nhảy vào đây. Rồi. Sau đó ta paste nó vào đây. Đấy, ta ghi chữ bài một lúa vào đây. Ví như ở đây thầy tạo ra một cái thư mục chứa bài làm của thầy. Là cái lớp của mình thầy tạo ra new project như thầy tạo ra một cái thư mục để hôm sau thầy tìm dễ hơn đấy. Sau đó ấn nút create để tạo. Như vậy thì ta nhận thấy rằng tên của project nó sẽ lấy theo tên của cái file đề của chúng ta đây, lấy mỗi phần tên thôi nhé, lấy mỗi phần tên. Và bây giờ thầy trò mình sẽ code nhanh, mọi người cùng bật máy ta cùng code luôn nhé. Các bạn là để cái màn hình chia đôi ra một nửa, một nửa này bên này, nửa bên kia. Đấy. Rồi bây giờ đây là trên giao diện làm bài thì nó có đề xuất cái phần code này thì mọi người xóa hết giúp thầy. Đấy. Ta cắt chỗ nào đi, đi lên nó đi. Rồi bây giờ ta mới bắt đầu sử dụng các câu lệnh from là from thư viện nào, thư viện Math thì ta sử dụng import cái hàm sqrt. Bài này thì chưa dùng nhưng mà ta đang sử dụng luôn cấu trúc. Rồi ta làm cái công việc đầu tiên, ta khai báo fi là bằng open cái file dữ liệu ra. Cái ta open cái gì? Open cái file input của bài toán. Input lấy ở đâu? Đấy chính là cái file này, chính là thằng này đây, trong file đề bài, bài một lúa.inp. Ok, rồi mở ra để làm gì? Mở ra để đọc. Đấy, các bạn cách ra cho nó đẹp nhá, rồi ấn enter xuống dòng. Các bạn nhớ nhá, đây giữa toán tử toán hạ ở đây thì hơi to rồi. Các bạn có biết cách nào cho code nó to ra một tí không nhỉ? Để tìm xem bên cốt các bạn chờ thầy một giây nhé, để tìm xem bên cốt để cho nó to lên nó là chỗ nào. Thầy chưa nhìn thấy cái chỗ cơ cỡ to nó ở đâu. Up pin phải nào, mọi người thử mò hộ thầy xem nó ở chỗ nào nhỉ. À, cái bên thầy căn chuột lăn lăn chuột không được. Nhảy năm năm côn trùng. Cô bác có không cùng biết nó ở đâu nhỉ? Mọi hôm thì à, xem. À.
Không thể cỡ chữ to. Thôi bạn nào Google thầy nhé, tranh thủ thầy đăng code luôn nhé. Thì ta gắn FO thì bằng open cái file bài một lúa.ot. Đấy. Mở ra vì cái bài một lúa.ot nó là tên nên ta đặt trên dấu ngoặc kép nhé. Không biết phía bên kia các bạn có nhìn thấy không? Các bạn nào nhìn thấy thì comment cho thầy số 1 nhé. Hay về các bạn chỉ nhìn thấy mỗi thầy thôi. À vẫn nhìn thấy cô là Việt Hoàng. Rồi ok. Sau đó bây giờ thầy cho mình để đọc dữ liệu. File dữ liệu của thầy cho mình nó nằm trên cùng một hàng, do đó thầy sẽ đọc nó vào một sâu bằng sâu đó thầy gọi nó là sâu SN, thì bằng là thằng FI chấm readline. Đấy, ta readline. Rồi sau khi readline xong thầy split nó ra luôn, có nghĩa là thầy tách ra. Khi gọi thủ tục split thì nó sẽ tách bởi các dấu cách. Thì khi đó thằng S0 là ký tự A, vậy thì thầy gắn A thì bằng thằng SN thứ 0. Nhưng do SN thứ 0 nó là một sâu ký tự nên thầy muốn chuyển nó thành số nguyên, thầy ép nó sang kiểu INT. Đấy. Ký tự B nó ở vị trí thứ hai nên nó là ký tự N ở vị trí thứ hai nên là nó là N1. Trong sâu các ký tự được đánh số thứ tự từ 0 cho đến hết mà. Rồi như vậy thầy tách được thằng AB rồi. Và bài toán bây giờ là bài toán tính A nhân B. Đấy. Sau đó ta đưa nó ra. Ta print thằng A nhân B ra. À, print thằng S ra. Khi print thằng S muốn viết ra vào tệp thì ta có chữ file bằng AFO. Như thế là xong. Sau khi code xong thì các bạn để ý phía bên trên này này. Đấy, nó có cái đề xuất. Nếu nó có chấm tròn, ví dụ như ở đây thầy vừa xóa đi một cái như này. Đấy. Thế mà nó không báo lỗi gì nhỉ? À, ví dụ như chỗ này, thầy bỏ dấu đóng ngoặc cái thế nên enter cái. Rồi bây giờ thầy bắt đầu đấy thì ở ngay chỗ này nó sẽ báo chấm cho em màu đỏ, nó báo có một cái lỗi. Đấy. Và khi đó mình sẽ sửa lại. Là xong. Vào view chọn editor. Vào view chọn active. Active editor. Chọn increase. Tấm máy thầy không có increase. Quên quá. Chưa thấy ý nghĩa gì. Thôi thầy sẽ mở sau nhé. Rồi sau khi thực hiện xong lần này, bây giờ ta thêm tệp vào. Để thêm tệp mới thì các bạn vào file chọn new tương ứng với tổ hợp phím Alt và Insert. Thông thường thì thầy chỉ ấn tổ hợp phím thôi, chẳng mấy khi thầy dùng bàn phím đâu. Nhưng bây giờ ta làm một lần nhé. Vào file chọn new, nó hiện ra cửa sổ thì các bạn chọn thẻ chỉ là thẻ file. Trong thẻ file này các em ghi bài một lúa chấm inp. Đấy, đây là tên file input, tên file mới thêm ở căn cứ ở đâu? Đây, chính là căn cứ này. Đấy, đây là tên file mình sẽ thêm, bao gồm cả phần mở rộng chấm inp. Rồi ấn enter đột một phát. À, nó ra bài một lúa đây rồi. Bây giờ ta sẽ nhập dữ liệu vào. Khi chạy thì ta sẽ chạy test đề bài. Ta chạy trước test đề bài. Đấy. Ta nhập 4 và 425. Sau đó ta ấn nút chạy chương trình. Đây có nút run là để chạy. Nút bui là tạo ra file biên dịch. Vậy thì ta ấn nút run để chạy. Đấy, khi chạy thì nó báo là process return 0 như thế này để thể hiện rằng chương trình của mình đã ngon rồi. Đấy. Đi nó exit code 0 như thế này là ngon rồi. Vậy thì ta sẽ thực hiện vào file chọn setting, à vào file chọn setting new project đây. Được rồi, thầy mò tí ra xong mà thầy đi nó có không đây, không gây chữ đây rồi, may quá. À, cảm ơn Trung đã tài trợ nhé. Hình như là nhầm chỗ. Vào file chọn setting. Em ơi, em ơi. File color.
Chọn setting, chọn editor. Editor đây rồi. Sau đó chọn phone này. Phone size em nhỉ. File thử đây rồi. Code editing. Phone cơ chữ đang là 13. Để cho còn 18 đi. Rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy to hơn chưa? Giả sử các bạn nhìn thấy to hơn rồi nhé, thì chắc mọi người nhìn thấy to hơn rồi đúng không? À, các bạn nhìn đã thấy to hơn rồi chứ? À, rồi cảm ơn Phúc, cảm ơn Trung. Để thầy ngó Phúc vừa gửi. Sao Phúc có trợ giúp gì? Phúc đang tải bản PyCharm nào mà nó lại đòi active thế này? À, tí nữa sau khi học xong buổi này thì Phúc sẽ tải bản PyCharm Community thầy gửi nhé. Bản của em hình như sử dụng bản mất tiền thì phải. À, đó là em sử dụng bản mất tiền rồi. Vậy rồi bây giờ để chạy chương trình thì sau khi được file input xong ta nút run để chạy. Thì sau khi nút run để chạy thì ta nhận thấy nó exit 0 là xong rồi, thì bên tay trái mình đây nó có file bài 1 lúa.out có đây. Em nhảy đúp chuột vào nó cái. Nút OK cái thì nó hiện ra kết quả là 980. Ta so sánh kết quả ra 980 đúng rồi. Bây giờ mình mới quay trở lại file input nghĩ ra cái test khác. Ví dụ như lấy 3 x 4. Ấn nút run để chạy. Đấy. Rồi ta mở là sang file out là bằng 12. Ồ như vậy chương trình đúng rồi. Vậy thì tới đây trên đây là cái đoạn code chương trình và cái thao tác. Các bạn nào chưa thao tác được hoặc là làm thao tác có vấn đề gì các bạn nhớ báo thầy nhé, thì thầy sẽ hỗ trợ các em. Và làm thầy cho mình cùng làm vừa. Đấy. Rồi chạy xong thằng này thì ta thu được vậy bây giờ các bạn bảo thưa thầy em chấm bài kiểu gì? Ôi, chấm bài rất đơn giản, bước 1 Ctrl A, bước thứ 2 Ctrl C hoặc là nháy chuột phải chọn copy. Đấy. Chọn toàn bộ văn bản rồi nháy chuột phải chọn copy, sau đó các em đăng vào trình duyệt web, các bạn gõ chữ ielp.hoctổ.org thì các bạn chuyển sang cái trang cửa sổ đăng nhập để nộp bài. Rồi cảm ơn Trung đã tài trợ chương trình này. Vậy thì trong trang nộp bài này thì các em đăng nhập bằng tài khoản đã được cung cấp. Các bạn nào mà các em nào cứ đăng nhập vào mà không được thì các em nhớ nhắn thầy để thầy cấp lại tài khoản hoặc reset lại mật khẩu. Ta ấn nút đăng nhập để vào để bắt đầu làm nhé. Rồi trên giao diện chấm bài thì ta ấn vào nút chấm bài. Trong thẻ chấm bài ta phải chọn sang ngôn ngữ Python trước. Đấy, sau đó ta mới paste code vào đây. Đấy. Sau đó ta sẽ copy cái phần tên là bài một lúa ta lấy bỏ vào đây. Tức là muốn chấm bài nào thì tên bài đấy nó tương ứng là bài chấm muốn lúa chấm in chấm out và chấm pi nó phải giống nhau đấy. Sau đó các bạn ấn nút submit để chấm, để ấn nút OK. Khi các bạn ấn nút chấm bài cái thì ở trên máy của thầy hệ thống chấm nó sẽ chấm và nó sẽ thực hiện trả điểm về trong chốc lát. Đây nó đang chấm đây, ông admin đang chấm bài một lúa test 04. Rồi sau khi chấm xong thì các bạn quay xuống dưới, các bạn nhìn thấy kết quả điểm ở đây. Chúng cứ bình tĩnh, đợi đi đâu mà vội. Cái đó là nó sang tận phần sau ta mới dùng, đầu tiên ta đang làm quen với. Vậy thì trong cái thằng này thì ta nhận thấy rằng khi làm bài chấm thì kết quả mà khớp đáp án thì chứng tỏ là đúng. Đấy, kết quả khác đáp án là sai, không tìm thấy file kết quả là bị sai tên file nhá. Và khi chấm một cái nó ra được điểm luôn.
Vậy thì với cái danh sách bài tập thầy đã đưa tới các em thì các em làm một phát chấm mắt nó phải ra được 10 điểm luôn. Đấy. Rồi, vậy thì bây giờ ta sẽ dành thời gian khoảng 5 phút để các bạn cài đặt bài toán này nhé. Các em có thể vào trong mục bảng rank để xem các bạn học, các nhóm học sinh khác đang làm và chấm nộp bài ở trên đấy. Bảng rank khi click vào nó chạy hơi lâu. Rồi, trên bây giờ xin mời các bạn sẽ dành một cái khoảng thời gian 5 phút để các bạn làm và nộp bài này nhé. Rồi, ok. Các bạn nào chấm, các em nào chấm xong xin các mời các em comment cho thầy số 1 nhé. Để chạy làm công nước em. Hiện nay có Trần Gia Bảo đã xong, các bạn khác thì sao? Xin mời các em cùng làm luôn nhé. Hiện nay thầy có Trung và Bảo đã nộp bài. Xin mời các bạn khác, ta có khoảng 5 phút thôi. Mọi người sẽ làm là luôn bài thứ nhất nhé. Bạn nào chưa nắm được thao tác nào thì các em có thể bật mic lên nói, hoặc là khó khăn ở đâu các em chia sẻ màn hình báo thầy để thầy stop share để chia sẻ nhé. Có nước cái quên mất.
Thì đã có hiện tại có mới có hai bạn nộp bài. Bây giờ xin mời thầy mời lần lượt các bạn chia sẻ màn hình của mình nhé. Bây giờ thầy xin mời theo thứ tự từ bé đến lớn. Thì xin mời Hoàng Phúc nào. À Phúc, em đã cài đặt được chưa nhỉ? À cô Tuyết nói hướng dẫn lại. Vâng, cảm ơn cô. Ừ. Rồi Phúc chờ một tí. À ấn nộp được rồi à? À để thầy xem. À, vâng, vừa vừa rồi thì ta sẽ cần phải là thao tác chấm bài như sau. Để chấm bài thì ta sẽ để trước khi chấm bài thì phải đảm bảo chương trình của mình chạy ra kết quả đúng đã nhá. Ta nút chạy bài. Đấy, ta mở file in ra với bộ số 34 nó ra được 12. Ok. Từ bộ số cái tiếp 58 5840 chạy ra phát. Ta mở file out ra. À thấy bằng 40 ngon rồi. Ta cắt chỗ A, ta cắt chỗ C. Sau đó cả nhà đăng nhập vào cái trang ilp.họptổ.org. Khi đó nếu bài của mình chưa đăng nhập, nếu chưa đăng nhập thì ta đăng nhập vào. Sau khi đăng nhập ta ấn nút chấm bài. Đấy. Và khi chấm bài thì ta sẽ ấn sao lại bay ra bay vào khổ thân thế. Thì sau đó ta sẽ chọn ngôn ngữ lập trình là Python nhé, Python. Vừa rồi thì ta có nút chấm bài đây, có hẳn cái nút chấm bài bên góc trái. Ta ấn vào nút chấm bài. Ta ấn vào nút Py. Sau đó P vì sau đó ta paste code bài làm của mình ở đây. Đấy, ta copy cái tên file bài một lúa. Tóm lại bài mình muốn chấm bài nào thì tên bài đó nó sẽ được đặt ở đây và đuôi mở rộng là P. File in và file out nó có cùng tên với nhau, nó chỉ khác nhau đuôi thôi, một đuôi chấm P, một đuôi chấm in, một đuôi chấm out. Đấy. Sau đó ta kéo xuống dưới, ta nút submit để chấm. Rồi nó báo bạn đã nộp bài thành công. Rồi ok. Sau đó ta chờ một tí. Khi chấm bài thì chờ một chút thì nó sẽ trả ra kết quả. Tùy bài thì cái số lượng test nó nhiều hay ít. Rồi đấy, chấm xong thì nó báo là kết quả đây. Khi nào thấy tích dấu V bạn đã được 10 điểm là được. Nó cũng tích dấu V mà bạn được 3 trên 10 điểm là chưa đạt yêu cầu. Đấy. Ta click chuột vào đây để xem lịch sử chấm, chỗ nào nó báo khớp đáp án là đúng, khác đáp án là sai, không thấy file kết quả là do mình đặt sai tên file input output hoặc là file chấm. Ở trên chỗ nộp bài thì thầy thấy có ân đã nộp ở đây này, có pi là đuôi chấm pi, thì có thêm cô Tuyết là cũng chấm đây rồi này. Ở chỗ cô Tiết khi khi code thì ta tuyệt đối ta sẽ không viết ở trên cùng một dòng. Python là một cái ngôn ngữ lập trình có cái sự quy định khá rõ ràng, đó là mình không được phép viết được các cái lệnh mà không được theo cấu trúc. Do đó mình ấn Enter cái thằng này tụt xuống nhá. Đấy, ta ấn Enter tụt xuống thì ta sẽ chấm lại. Hạn chế bỏ đi các dấu cách ngoài lại bên cạnh đấy là code như thế là đã đẹp rồi. Ta xem code của Ân nào. Đấy. Code bài làm của Ân. Rồi, toán tử, toán hạng viết cách rất đẹp. Chuẩn người mẫu luôn. Ta xem, đáng ra thầy phải đặt cái chữ pi ra đầu thì mới đúng như nhỉ. Đặt chữ pi ra ở giữa đâu mà mấy loại cũng không đúng cạnh nhau. Rồi đây bài làm có cái lượng comment rất chi là ngầu. Rồi cảm ơn Trung đã tài trợ phần comment. Rồi, Trần Gia Bảo là hoàn toàn là ok. Rồi các bạn làm xong bài thứ nhất thì xin mời cả nhà sẽ làm tiếp bài thứ hai. Bài thứ hai của thầy trò mình là bài là tính giá trị của biểu thức. Đề bài của ta là để tính giá trị của biểu thức. Đề bài là cho A, B và C tính giá trị của biểu thức S và P. Thì ở đây thì thầy có thấy là để tính S và P thì ta nhận thấy đây là tên file bài làm ở đây. File in, đây file project này. File in, file out. Và ta tính toán và đưa ra kết quả trên cùng một hàng. Đấy. Vậy thì bước 1 ta xác định, đầu tiên ta xác định bài toán. Input của bài toán đó là
Input của bài toán đó chính là nhập A, B và C. Output của bài toán đó là giá trị S và P đã tìm được. Thuật toán để giải bài toán này, ta có bước 1 nhập A, B, C. Bước thứ 2 tính S và P theo công thức trên. Bước thứ 3 ta đưa S, P và P ra. Rồi bây giờ qua sang cái phần thứ 3 là phần viết chương trình. Khi các em xác định được thuật toán chính xác như trên thì việc viết chương trình vô cùng đơn giản. Do đó các em cũng nên có một cái thói quen làm việc là nghĩ thuật toán thật tốt trước khi code chương trình. Ta vào file, chọn Close Project. Đây, cái dòng Close Project đây. Ta sẽ đóng lại project của mình. Khi đó nó hiện ra bài mới. Đây là bài 1BT1. Đấy, thì bây giờ thầy lại thực hiện vào project. Thầy chọn New Project. Bên cái cửa sổ của thầy sao nó lại chạy tận bên trên này nhỉ? Đấy, thầy chọn New Project. À, chắc là do cái này thầy chọn nhầm phông nên nó to quá, nó trơn gà lên trên đây. Rồi, thầy đặt tên nó là BT1. Rồi, ok, nốt tạo. Rồi, sao nó ra đoạn code chương trình, ta xóa nó đi. Đấy, ta có thể kéo cái cửa sổ bên đây này để dành nhiều đất hơn để code. Đấy. Và bây giờ ta sẽ làm lại bài toán mới. Vậy thì ta sẽ code một cái cách nhanh nhất nhé. Cả nhà cũng sẽ bắt đầu code nhé. Bạn nào chưa cài đặt được bài này thì các bạn comment để thầy biết, để thầy hỗ trợ sửa các bạn luôn. Chú Phúc đã xong chưa? Rồi, ăn xong rồi. Vậy thì ta sẽ tiếp tục nhé. Vậy thì ta bây giờ kế tiếp. Có bạn bảo thế không có cái câu lệnh này nó có chạy được hay không? Hoàn toàn chạy bình thường. Nhưng đây là câu lệnh khai báo thư viện để các bạn biết được rằng đây là vị trí ta nên dùng để khai báo thư viện. Bây giờ ta đang cần một cái là thằng FI bằng open. Mở tệp gì? Mở đề bài ra xem. Rồi, Phúc chưa hiểu cách làm bài 1. Được rồi, vậy thì cách làm bài 1 ở ngay chỗ Phúc vừa bảo nó ở chỗ này. Đây. Để khi đọc đề bài toán thứ nhất thì người ta tóm lại là bài toán là hay tính biểu thức A nhân B, nhưng người ta chém gió thành một cái đề nó hơi dài thôi. Trong đề đó dữ liệu vào là và kết quả ra như thế này. Vậy thì bước đầu tiên thì các em cần phải xác định, một là xác định input của bài toán. Input của bài toán là dữ liệu vào. Đề bài người ta cho số nguyên dương AB. Vậy thì input là AB. Ở cái bài kế tiếp, đề bài cho ABC nên input của nó là nhập ABC. Đấy. Thứ hai là output của bài toán, đó là đưa ra tổng sản lượng. Bài này là tính A nhân B mà. Vậy thì kết quả output là đưa ra tổng sản lượng. Thì ta sẽ lấy, người ta yêu cầu tính cái gì thì ta đưa cái đó ra. Và khi đó thì ở cái bước cuối cùng của mình thường là cái bước đưa ra cái output đấy. Rồi bây giờ ta sẽ tính S và thực hiện đưa S ra. Vậy tính S thì bằng cái công thức này. Vậy thì khi code trong chương trình thì ta sẽ mô tả đúng các bước này. Bước 1 nhập dữ liệu, bước 2 tính toán, bước thứ 3 đưa ra kết quả. Bây giờ quay trở lại chương trình của mình. Câu lệnh này là câu lệnh khai báo thư viện. Câu lệnh FI bằng open là câu lệnh này mở dữ liệu ra để đọc. Các bạn khác làm các câu kế tiếp nhé. Thầy đang giới thiệu. Làm câu 2. Server chấm được hoàn toàn các bài này. Ta mở file FI ra để đọc. Tên bài này lấy từ đâu ra? Tên bài này nó được quy định sẵn ở trong đề. Đấy. Mở file .out ra để làm gì? Để viết. Đấy. Thì nó là ta thầy đặt một cái biến FIMO là do thầy tự đặt thôi. Xong rồi bây giờ ta nhìn vào cái input này ta thấy hai số này nằm trên cùng một dòng thì thầy sẽ đọc nó vào một sâu ký tự. Đây, thầy sử dụng thằng FI.zipline để đọc nó vào sâu ký tự.
thủ tục split sẽ tách cái số 4 và số 245 này thành hai phần. Đấy. Một phần nó sẽ lưu vào S0, một lần lưu vào S1 nhé. Bạn chờ thời tí có không nhấn mất thời gian là rồi thoải mái. Rồi sau đó ta tính được S. Sau như vậy thì thằng S0 nó là cả ký tự 4. Vậy thì để chuyển nó thành số nguyên, thầy gọi chữ ép nó kiểu dữ liệu sang kiểu số 4 là bằng kiểu int, viết tắt của chữ integer là số nguyên. Thằng SN1 nó chứa cái số thứ hai. Đấy. Tại sao nó là F0? Bởi vì cái sâu ban đầu ta đọc ấy thì nó được đánh số thứ tự từ 0 trở đi. Nên S0 đó chính là cái số đầu tiên ta tách được, S1 là số thứ hai. Với cái bài toán kế tiếp thì đây là S0, S1, S2. Đấy. Là mình sẽ có những thẻ và mình ép nó thành kiểu số nguyên và ta lưu nó vào. Sau đó ta tính ra S là giá trị của biểu thức, sau đó ta đưa S ra. Để viết một biểu thức ra ngoài màn hình thì ta sử dụng thủ tục print, tức là in nó ra. Muốn in cái tệp đó và in cái đó ra vào tệp thì ta thêm cái từ khóa file bằng FO. Đấy, ta có chữ file bằng FO. Theo đó FO đó chính là cái file này. Rồi như vậy vừa rồi thì Phúc đã hình dung được chưa? Bây giờ Phúc chia sẻ màn hình bài nào. Trong khoảng thời gian này, mời các bạn khác tiếp tục làm bài nhé. Phúc xem màn hình nhé. Share screen. Cái nút chia sẻ màn hình nó là cái nút ở giữa màn hình nhé, nó có chữ mở screen màu xanh. Phúc thử chia sẻ màn hình xem được không? Ừ. Được rồi, bây giờ em đang cần là làm việc với tệp. Em đang code trên online à? À, code trên online thì bây giờ chạy thử thì nó lại có liên quan tới tệp phía dưới. Rồi, cái thằng online Python này thầy cũng chưa dùng lần nào, nhưng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy à. Rồi bây giờ em thử ấn chạy chương trình xem sao. Rồi chạy chương trình nó sẽ báo lỗi bởi vì mình đang làm việc với tệp mà dữ liệu của mình là với tệp nó không có ai cả. À, chưa thêm file ở đây, không biết cái nút thêm file trên cái trình chấm này là như thế nào. Thôi bây giờ để chắc hơn thì em copy cái file này và em ấn nút nộp bài, copy file này vào trang ELP để em nộp luôn. Ở buổi sau buổi học này thì Hoàng Phúc sẽ tải lại cái bản PyCharm để cài trên máy tính của mình nhé. Rồi em vào. Rồi, cảm ơn Trung đã tài trợ, thầy cũng chưa dùng cái thằng này. À, nếu mà cái của online của Trung thì cái này là rất quen thuộc. Rồi bây giờ xin mời Phúc, em sẽ nhảy sang cái thẻ vào chấm bài chưa? Em vào trang web của mình nhé, trang ielp.hoctổ.org để nộp bài ở bên. À, hình như là em đang share screen của screen này hay sao, không thấy nó nhảy sang tab chấm bài để thấy xem hệ thống chấm bài đã thu được chưa. À, thấy cô Tuyết đang tiếp tục nộp bài. Sao chưa thấy Phúc nộp bài được nhỉ? Phúc, em thử nộp bài, em đã copy paste nộp bài sang bên kia chưa? Ở đây, tới đây để thầy hướng dẫn thao tác nộp copy và nộp luôn nhé.
Trung chờ một tí nhé. Để nộp bài thì để lấy một cái code thôi. Rồi bây giờ Phúc quan sát cái thao tác nộp bài như sau. Đấy, em vào đầu tiên em vào trang ielp.hoctổ.org, em ấn nút chấm bài. Khi ấn nút chấm bài nó ở ngay góc trái ở đây, có nút chấm bài to đùng đây. Đấy, ta ấn nút chấm bài. Sau đó em chọn sang ngôn ngữ lập trình là Python. Sau đó ta mới paste code bài làm vào đây. Ta bỏ cái dòng trống ban đầu đi. Ta copy cái tên file ở đây, ta paste nó lên trên. Sau đó kéo xuống dưới ấn nút submit để chấm bài. Rồi về em hãy thử lại luôn. Đấy, đã thấy chung bay màu đâu rồi. Đấy, ấn nút OK. Vậy thì khi đó chấm làm là hệ thống chấm nó sẽ làm cái việc nhé. Rồi để kiểm tra xem. Rồi Phúc đã nộp được rồi à? Ừ. Để thầy xem hệ thống chấm nó đã trả về kết quả chưa nào. Ơ sao thầy thấy kết quả chấm nó chưa chưa chấm nhỉ? Phúc nộp đúng tên file chưa? Ơ Phúc đang dùng tài khoản nào đấy? À, tên file nó là bài một lúa thôi chứ không có đuôi chấm inp đâu nhé. Đúng rồi, như anh bảo đấy là ta sử dụng mỗi bài một lúa thôi. Rồi, trong lúc bạn đang nộp lại bài thì thầy trò mình tiếp tục với cái bài kia nhé. À rồi ạ, à, rồi ok, thầy xem server đã chấm chưa. Rồi, nó đã chấm bài của Phúc đây rồi. Và nó báo luôn 10 điểm. Như vậy là đã ok rồi. Như vậy tất cả các bạn ở trong lớp mình, các bạn đã... sự sáng tạo. Khổ thân chung thì thấy bay ra bay vào như chim. Chung cầm bách lợi hại hơn xưa. Rồi bây giờ ta sẽ làm bài kế tiếp nhé, cả nhà sẽ tiếp tục làm nhé, thầy trò mình cùng làm với nhau. Và trong quá trình thầy làm và các em có thể thu nhỏ màn hình xuống để sang một nửa để mọi người cùng làm. Mở file thứ nhất, các em ấn tổ hợp phím Ctrl và chữ D để nó double lên, double một cái dòng nào đó. Sau đó mình sửa cho nó nhanh. Khi làm thì ta gõ, tắt gõ tiếng Việt đi. Ta gõ show n sẽ bằng là fi.readline rồi và chấm .split. Và ta nhìn file input của đề bài thì ta thấy rằng input của đề bài bây giờ có 3 thằng. Thằng thứ nhất là chỉ số S0, S1 và S2. Vậy thầy cho mình sẽ gắn là số A,
có giá trị bằng là INT thằng F0. Đấy. Ta cắt chỗ D. Cắt chỗ D là để double thằng B là thằng S1, thằng C là thằng S2. Ta kết hợp sử dụng chuột nữa nhá. Đấy. Như vậy thầy đã đọc được bộ số ABC rồi. Bây giờ thầy mới bắt đầu code tiếp dẫn, và các bạn cũng đang code tính giá trị biểu thức A bình cộng B bình nhân cho A cộng B cộng C. Vậy ta có ghép bằng A bình thì ta có A nhân với hai dấu nhân với hai thì người ta gọi là A bình nhé. Hoặc là các bạn lấy A nhân A cũng được. Cộng B bình cộng với C bình. Đấy, nhân nhân 2 tức là mũ 2. Nhân với đấy, A cộng B cộng C. Như vậy ta tính được thằng S rồi. Vậy ta tính P thì bằng là A cộng B nhân B cộng C. Dù sao thể hiện cho phép toán nhân. Mà trong cái PyCharm này cái dấu sao nó đẹp ghê, hình hoa thị. Rồi bây giờ ta nhìn thấy rằng bước 1 nhập dữ liệu, bước thứ 2 tính toán, bước thứ 3 đưa kết quả ra. Đề bài của chúng ta đang cần đưa thằng S và thằng P ra. Và ta nhìn trên đề bài ta thấy S và P trên cùng một hàng. Ồ vậy thì ta sẽ print thằng S phải ở giữa, các bạn thêm dấu cách đấy, sau đó print thêm thằng P, print thằng S cách thằng P nhé, ở giữa có dấu phẩy đây. Rồi bây giờ thầy thêm tập mới vào file, chọn new tương ứng tổ hợp phiếu an insert, thầy gọi chữ bài 1 bt1.input. Rồi thầy lấy luôn test của đề bài là 123, ấn nút chạy chương trình. Rồi sau đây chạy 23 thì nó ra được là 84 và 15. Tuy nhiên thì cái của thầy đang cần viết ra kết quả nên thầy ghi chữ phẩy file. Tức là mình bây giờ cần phải viết vào tệp, bởi vì đi thi hoặc là làm bài bình thường nó sẽ đọc dữ liệu từ tệp mà, viết vào file FO. Đấy, chạy xong nó async code 0 là ngon rồi. File FO nó được tạo bên trái, nháy đúp vào thằng bên trái. Đấy, nó ra 84 và 15. Nhưng ở giữa này bây giờ ta thấy có hai dấu cách. À, vậy thì làm nào biết dấu cách đi. Ở đây nó có chỉ có mỗi một dấu cách mà nó ra, vậy thì thầy xóa nó ra luôn. Đấy, thầy xóa đi để thể hiện rằng thầy chỉ việc COS và P không thêm dấu cách nữa. Thì xem nó ra cái gì nhé. Ân cười cái gì? Đấy, thì ta nhận thấy rằng giữa các biến nó không có dấu cách. Đấy. Vậy thì để viết các biến ra thì ta chỉ việc print nó ra. Còn cái dấu cách ở giữa thì nó mặc định nó sẽ thêm vào nhé. Đấy là cái code của bài thứ 2. Đâu nhỉ? Nhỏ file tao rồi nhé. Các bạn nào comment, các bạn nào làm xong bài số 2 comment giúp thầy số 1. Bạn nào chưa làm xong bài số 2 comment cho thầy số 0. Rồi bây giờ thầy mời các em chia sẻ bài làm nhé. Để là thầy hướng dẫn lại thao tác nộp bài một lần nữa để các em ghi nhớ rõ hơn. Bước 1, sau khi chạy xong, chạy thử với các bộ test số khác nhau, mình chứng minh được kết quả này là đúng bằng cách lấy máy Casio ra để bấm kết quả. Thế kết quả đó nó trùng với file out. Ồ, thế là ngon rồi. Vậy thì ta Ctrl A, Ctrl C, nhấn chuột phải để copy cũng được.
Sau đó ta vào trình.ilp.hoctổ.org đăng nhập vào và ấn nút chấm bài. Thì khi đó ta ấn Ctrl A, ta vào chọn ngôn ngữ lập trình Python trước. Nhé, chọn thằng Python trước. Sau đó ta mới paste code vào đây. Sau đó ta copy lấy mỗi phần tên thôi, không copy phần mở rộng nhé. Rồi ấn nút chấm bài. Nó báo bạn đã nộp bài thành công, thế là ngon. Và khi đó ta chờ đợi một lúc, thì bên phía dưới nó sẽ có điểm. Thầy cho mình đang chấm bài bài 1 BT1. Là quả, nó ra kết quả đây rồi. Và ta thấy rằng nó báo với là bài 1 BT1 đã được 10 điểm. Thầy click vào đây để xem. Thấy rằng kết quả khớp đáp án là đúng, kết quả khác đáp án là sai. Đấy. Và cái hệ thống bài tập này đã có đầy đủ test. Sau khi học xong, thầy sẽ gửi lại tới các em để các em có thể chia sẻ với thầy cô mình dạy ở trên lớp, để các thầy cô có cái nguồn tài liệu tốt để dạy các bạn học sinh, các bạn của mình. Rồi bây giờ theo thứ tự từ bé đến lớn. Khi nãy bây giờ thầy xin mời Việt Hoàng. Bây giờ mới biết Việt Hoàng là cùng họ Đặng với thầy nhé. Thầy cũng họ Đặng. Rồi xin mời Việt Hoàng chia sẻ bài làm. Cứ chia sẻ đi, cốt đến đâu thầy xem đến đấy. Em cứ chia sẻ màn hình mạnh dạn nhé, không gì phải ngại, để cho mình học, để học hỏi nhau và quá trình vừa làm vừa sửa, không gì phải ngại. Đấy. Rồi tới đây phanh lại, em xóa cái dòng chỗ BINT bằng, em xóa dòng số 6 đi. Rồi em nhảy lên hàng số 5. Em ấn tổ hợp phím Ctrl và chữ D. Ctrl và chữ D ở trên bàn phím ấy. Phím Ctrl là góc trái phía dưới. Ctrl D nhé. Ấn chữ Ctrl và phím D ấn đồng thời nhé. Em nháy chuột vào hàng số 5 trước. Rồi ấn Ctrl D. Sao không ấn Ctrl được nhỉ? Thôi em soạn tiếp đi. Ở bên về dùng Ctrl D là để double cái dòng đấy. Rồi bây giờ em cứ làm tiếp đi, nó hiện ra cửa sổ gì ấy nhỉ? Mình cứ đóng nó lại thôi, làm tiếp thôi. Cứ tưởng nhanh hơn được thì cuối cùng lại làm em chậm hơn, buồn quá. Các em khác làm xong bài này, xin mời các em tiếp tục làm bài kế tiếp nhé. Các em nào có câu hỏi thì xin mời cả nhà bật mic lên, có thể hỏi, hoặc là cả nhà ta sẽ dùng cửa sổ chat. Chung bài 1 em sẽ xin lỗi. Ok, để thầy xem luôn trong lúc bạn đang làm.
Rồi đang ngó cốt của Trung rồi chưa? Ra vấn đề. Trong nhóm Zalo thì mọi người cũng tích cực hỗ trợ nhau nhé. Bởi vì học thầy học bạn thì mỗi người mỗi tí thì người ta sẽ nhanh chóng sẽ trưởng thành rất nhanh. Cái thằng này là Vision Code chứ nhỉ? Chứ cô bây giờ thầy mới để ý là bạn đang code trên Vision Code chứ không phải là ấy nhá. Phải không nhỉ? Nhìn thấy giống Vision Code quá. Chứ thằng PyCharm trông nó khác mà. Rồi, ok. Như vậy thì qua cái đoạn vừa rồi thì ta nhận thấy là ta đã giải quyết được bài toán tính toán biểu thức cơ bản, đưa ra được cái kết quả nhé. Rồi thì cảm ơn Hoàng trông code trên Vision Code quá chi là ngầu. Rồi thầy cho mình sang tiếp bài kế tiếp. Chính xác, ta sử dụng kiểu định dạng. Vậy thì ta sẽ làm tiếp ở bài kế tiếp, rất hay. Ở bài kế tiếp thì các bạn nhận thấy rằng ở đây nó có phép toán chia. Đấy. Mà phép toán chia này thì chắc chắn nó sẽ trả về kiểu dữ liệu là số thực. Vậy thì kiểu số thực muốn viết ra có quy cách. Chỗ Việt Hoàng PyCharm bị treo á. Sao nhỉ? Thì thấy PyCharm nó chạy cũng vừa vừa mà. Rồi, bây giờ thì bài này thì ta lên liên quan tới số thực. Và cái mà mọi người quan tâm nhất ở bài toán này đó là làm sao viết xuống dòng được. Và thứ hai nữa là số thực nó viết ở dòng thứ hai và sau lấy chính xác đến ba chữ số thập phân. Đấy, cái ta cần quan tâm chỉ hai cái đấy thôi, đó là xuống dòng. Vậy thì thầy cho mình sẽ tiếp tục. Đây là bài của Trung. Bài này bài là bài 1BT2 nữa. Rồi. Để tránh mất thời gian thì thầy cho mình sẽ giải quyết luôn cái bài toán này. Đầu tiên thì ta sẽ thực hiện là đọc mở tệp bài 1BT2, đọc dữ liệu và ta nhìn thấy file output của mình có ba số nguyên dương ABC. Vậy thì mình sẽ split nó và sau đó thầy tách nó thành ba số ABC. Sau khi tách xong thì thầy tính giá trị của biểu thức S, tính giá trị của biểu thức P, và có một cái sự đặc biệt hơn nữa. Sự đặc biệt hơn nó thể hiện ở chỗ đó là biểu thức P nó trả về kiểu dữ liệu là số thực. Đây chết mọi người chờ tí, không lẽ thầy quên vẫn còn đủ thời gian này. Thì biểu kiểu dữ liệu số thực thì ta nhận thấy là nó sẽ trả về sau giây phải lấy mấy chính xác mấy chữ số thập phân. Thì để viết một cái biến sau khi tính S xong, ta đưa S ra. Sau đó ta đưa thằng P ra. Ở đây thì thầy giới thiệu lại công thức của chúng ta. Cái này có cô giáo xin cái video bài giảng sáng mai thì thầy mới up lên được nhé. Bởi vì tối nay nó mới build project xong. Sáng mai thì nó up lên. Đấy, tiện thể trong lúc quảng cáo. Cái thầy vừa gửi tới các bạn ở trong nhóm Zalo đó chính là cái câu lệnh để viết một cái biểu thức ra có quy cách ở trong C cộng cộng, quên trong Python. Bằng câu lệnh print mở ngoặc kép, mở ngoặc nhọn này, hai dấu chấm, dấu chấm dưới, số 3 và chữ F. Tức là viết một số kiểu số định dạng là một số thực ra và sau dấu phẩy lấy chính xác ba chữ số thập phân. Đấy, nên khi viết ra ta nhìn thấy output nó là một số thực,
có 3 chữ số thập phân. Thì câu lệnh của nó là print mở ngoặc kép định dạng như thế này, chấm format tên biến định viết ra. Còn file .ebor, file bằng ebor chỉ là viết ra tệp thôi. Đấy nhá. Vậy mọi người biết cách sử dụng viết ra kiểu tệp chưa? Chúng ấy hoàn toàn được nhé. Thì trong Python nó code cũng khá tự do, nó có như cùng một chức năng có, nó có rất nhiều cái cách phong cách code, và mỗi người sẽ có những cái phong cách code cho riêng mình. Ngoài việc học những cái thứ chung ra thì ta nên cũng có những cái phong cách code riêng mình. Đó là bài 1BT2. Mọi người dành 1-2 phút để ta sẽ bắt đầu làm luôn. Anh ơi, hoàn toàn được nhé. Em dùng map hoàn toàn được. Và cái mấu chốt của mình là làm sao tách được ABC ra và mang ABC đi đọc để tính toán giá trị của biểu thức thôi. Ở đây thầy đề xuất là cách sử dụng bằng sâu để đọc và tách sâu convert sang số. Ngoài ra bạn các em biết dùng map thì ngay từ lúc đầu đọc vào thì ta đọc như thế. Đây là trên đây là bài 1BT2 các em nhé. Bài 1BT2 để mình có con. Sau đó thao tác chấm bài ta làm chấm tương tự. Danh sách các bài tập này các em lưu ý, thầy cho mình học thì học chung như thế thôi, nhưng tiến độ bạn nào làm nhanh hơn các em nhắn trong nhóm cho thầy, thưa thầy em đã làm xong bài, và thầy sẽ gửi riêng hoặc là gửi luôn vào trong nhóm đấy bài tập nội dung kế tiếp mà ta không cần phải chờ nhau nhé. Anh tí nộp sau cũng được nhé, chứ ta không cần phải chờ các bạn học cùng nhé. Ta cái cố gắng cái phần nào các bạn đã biết, các em mới cố gắng đẩy lên thật nhanh càng tốt. Các em nhanh ở phần trước phần đó thì đến phần sau mình có nhiều quý thời gian để làm các cái chuyên đề phía sau. Và theo khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 nó được áp dụng cho đến năm 2025 thì ngôn ngữ lớp Python là một cái ngôn ngữ được sử dụng chính khóa ở trong trường trung học phổ thông. Và như thế thì khi mà ta làm chủ nó được thì các bạn thấy là nó rất lợi thế. Rồi, cảm ơn anh đã nộp bài 1BT2 rồi. Đấy, các bạn nộp bài nào thì này, trên hệ thống nó sẽ thực hiện chấm bài luôn. Đợt này thì thầy cũng đang làm dự án là để chuyển giao cái hệ thống server và bộ test và tài liệu dạy này cho tới các bạn học viên, các em học sinh và các thầy cô ở các trường phổ thông. Dự án của thầy vẫn đang thực thi và hy vọng là nó cũng sẽ mang được cái sự thay đổi rõ rệt của bộ môn tin ở trong các trường phổ thông, có sự sáng lạ để môn tin của mình có thể sánh vai với các cái môn khác ở trong trường. Và đi đâu đi nữa thì đội tuyển tin, các bạn nào trong học về lập trình tin cảm giác các bạn phải luôn là người cool ngầu nhất trong nhóm đấy, bởi vì mình đang làm với những cái thứ vô cùng hiện đại, vô cùng tối tân. Rồi, đó là ở bài số 2. Bài 1BT2 vừa rồi, cái hay nhất của thầy trò mình đó chính là viết ra có quy cách đối với biến kiểu số thực nha. Đây gọi là viết có quy cách. Tương tự như vậy, ta có bài 1BT3. Ở bài 1BT3 là bài ta sẽ thực hiện là đi tính giá trị của một biểu thức, trong đó có hàm căn bậc 2. Do hàm căn bậc 2 thì ta sử dụng hàm SQRT nhé, mở ngoặc
x bình cộng y chia cho tất cả chia cho z cộng t. Biến b này nó là kiểu dữ liệu số thực nên khi viết ra có quy cách số thực đấy. Làm xong project nào các bạn vào file chọn close project, tránh một thời điểm các em mở nhiều project nhé. Đi thi rất nhiều bạn project thứ nhất mở xong xong lại nhảy sang bài thứ hai, nhảy sang bài thứ ba, trong lúc làm vò đầu bứt tóc chẳng may xóa mất bài thứ nhất thế là phải lại phải ngồi code lại từ đầu, rất chi là buồn. Nào để thầy xem Hoàng Phúc code của Hoàng Phúc. Ai dạ, đúng đẹp chuẩn người mẫu luôn. Có một cái sự thầy rất thích ngay cả ở bên cái lớp C cộng cộng thầy dạy, đó là thầy rất thích các bạn học sinh là sử dụng cái trình bày chương trình đẹp. Bởi lẽ khi trình bày chương trình đẹp thì ai chả thích cái đẹp đúng không? Các em cũng thích, thầy cũng thích, cô giáo cũng thích. Vậy cốt chương trình đẹp, nếu thầy là khách hàng, thầy mua sản phẩm thì thầy nhìn sản phẩm các em là rất ưng ý. Ở đây Phúc đang sử dụng câu lệnh đưa viết ra định dạng một số kiểu float. Đấy, với định dạng sau dấu phẩy lấy chính xác bao nhiêu chữ số. Đấy. Rồi. Như vậy thì với cái bài vừa rồi ta đã đánh xong, ta sang thể giới thiệu tiếp bài 1 PT3. Ở file kế tiếp là file bài 1 PT3 thì ta nhận thấy bây giờ ta mới phát hiện ra được rằng cái hàm căn bậc 2 bây giờ nó mới phát huy tác dụng. Cái from mat import thằng sqrt ta mở tệp ra để đọc, mở tệp ra để ghi, đọc lấy dòng đầu tiên, nhìn vào file input của đề bài ta thấy nó có 4 số, như vậy là đây là S0, S1, S2, S3. Rồi, và ta có S0, S1, S2, S3 và ta đọc nó lần lượt vào các biến X, Y, Z và T. Rồi. Xong công việc này thì ta gắn A sẽ là bằng biểu thức thứ nhất. Đấy, biểu thức thứ nhất tính thành A. B bằng biểu thức thứ hai. B bằng biểu thức thứ hai. Đấy. Và sau đó ta print cái giá trị A ra. Vậy thì sau khi print A xong thì mình sẽ print tiếp cái thằng B ra với định dạng là lấy chính xác là 3 chữ số thập phân. Rồi, bây giờ các bạn làm tiếp ở cái bài toán này. À quên mất, khi nãy thầy đang bảo là tự nhiên sao vào YouTube để làm gì? Các bạn lưu ý thì thầy có một cái kênh YouTube thầy sẽ dùng để đăng bài giảng từng buổi học và của các lớp khác thầy cũng đang dạy. Thì các bạn vào trên YouTube các bạn tìm giúp thầy cái chữ Đặng Tuấn Thanh. Đấy. Thì thấy kênh YouTube của thầy đây. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì về các bạn đăng ký kênh giúp thầy nhé. Có bao nhiêu tài khoản Google các bạn đăng ký giúp thầy luôn. Đấy. Nhớ like, comment cật lực nhé. Thầy đăng video bài giảng ở đây thì các bạn vào trong mục thẻ playlist thì lớp Python của ta nó sẽ nằm trong playlist của Python. Ở đây đang là playlist của các cái lớp khác. Rồi, các bạn đăng ký kênh giúp thầy nhé. Bạn nào đăng ký kênh nhớ báo cho thầy biết là em đã đăng ký kênh. Một ca đang là làm một ca người đăng ký ư. Cái kênh YouTube của thầy chủ yếu là các bạn học sinh và các thầy cô ở các trường phổ thông, cả trường trung học cơ sở nữa. Và thầy dùng cái kênh này để chia sẻ các cái video học lập trình miễn phí cho các thầy cô và các bạn học sinh. Và cũng qua nhiều cái kênh này thì qua cái kênh này thì thầy cũng
là một cái nơi để thầy đăng video bài giảng các lớp học để các em học sinh vào đấy để thực hiện lại nhiệm vụ học tập. Đấy. Thì thầy gửi ở trong nhóm Zalo, các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp thầy nhé. Rồi, như vậy thì qua cái nội dung của cái bài toán này thì cũng giống như các cái bài toán khác thì ta sẽ tính giá trị của các cái biểu thức và từ các cái biểu thức đấy thì ta sẽ đưa ra được kết quả của bài toán. Ở cái bài này thì nhớ phải đưa ra cái sâu kết quả là như thế này đấy nhé, thêm cái cụm từ này nữa. Và cứ với mỗi bài các em sẽ rèn ra được các cái kỹ năng lập trình. Và trong đó ở phía cuối để chuẩn bị cho nội dung buổi học kế tiếp thì ta có một cái keyword các em cần phải tìm, đó là 13 công thức dãy số cần nhớ. Và các em tải về, các em in ra nhé. Trong khi học lập trình, 13 công thức này cực kỳ quan trọng để làm tối ưu hóa bài toán. Rồi, như vậy thì qua cái buổi học ngày hôm nay thì thầy trò mình đã giải quyết được một số các cái vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất là các em đã biết sử dụng PyCharm, một bạn sử dụng thằng Vision Code hoặc là sử dụng thằng rồi kế tiếp nữa các em biết viết các cái chương trình theo cấu trúc tuần tự bằng cách làm việc với tệp và sau đó ta sẽ thực hiện làm và chấm bài trên server. Ở trong danh sách này nó chỉ có vài bài tập này thôi, nên thầy mong trong ngày hôm nay hoặc ngày mai thì các em sẽ hoàn thành toàn bộ các cái bài tập này và nộp bài nhé. Rồi bây giờ cũng đã một rồi, thầy cho mình hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Hẹn các bạn vào buổi học kế tiếp nhé. Buổi học kế tiếp này như chúng ta sẽ học vào hình như là để thầy xem lại thứ mấy nhỉ? Buổi học kế tiếp của chúng ta sẽ học vào là tối thứ bảy. Và thầy chào mình sẽ hẹn nhau gặp ở đấy nhé. Rồi thầy chào các em. Xin chào cô Tuyết và các bạn nhé. Chúc các em làm bài chấm một phát full điểm luôn. Trong quá trình làm gặp khó khăn các em hãy cố gắng liên lạc với thầy. Các bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube thì nhớ đăng ký kênh YouTube giúp thầy nhé. Thầy chào cả nhà. Vâng, xin chào cô Tuyến. Thầy xin chào Hoàng, chào Ân và chào bạn Trung với Gia Bảo nhé. Thầy cho em...